Chí 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 chí. Xin chào tất cả bà con. Nay em lại vào rẫy thăm cái ổ gà ấp ở trên cao này. Hôm trước em thấy có hiện tượng là có một quả trứng mỏ rồi, nhưng mà không biết là hôm nay, hai ngày nay thì em chưa vào, thì không biết là nay gà nó đã nở chưa. Thì đây này, ổ gà đây này các bác. Em sẽ vào em xem cho các bác xem coi là nó nở được bao nhiêu con nha. Con này thì nó nhảy lên cao nó đẻ. Chứ nếu mà nó đẻ ở dưới thấp thì hôm bữa thì chắc cũng bị chuột cắn rồi. Các bác xem clip trước các bác biết. Chà chà, nở được nhiều lắm rồi các bác ạ. Đây xem nào. Wow. Chỉ còn có một quả trứng nữa thôi là chưa nở đâu nha các bác. Này, còn một quả trứng nữa thôi. Thì hy vọng là nó sẽ nở tiết, nở hết. Đó, nở được này. 2, 4, 6, 8 con rồi nha. 9 con rồi nha các bác. 10 con rồi. 2, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 hay 10 ta? Em một tay quay này các bác, mấy con nhìn rõ không? Đây, mình đi ra, ta cho mọi người xem một tí nào. Đứng ở đấy. Đúng rồi. Đó. Đó. Nó ở trên này nhiều khi mình cũng sợ con nó rơi lắm các bác. Nhưng mà đấy, nở đẹp không? Con này là con gà mái nòi nha các bác, gà đúc nha, xám đá. Đây, gà ta thì bữa nay nhà em vừa rồi còn được mấy con gà ta để thịt, nuôi thịt ăn, nhưng mà nó đi giống với lại gà nòi, gà đúc ấy, nhưng mà vừa rồi bị chuột cắn mất mấy con rồi, nó tha đi hết. Mất hết rồi, bây giờ là gà ta là gần như là vườn em là bữa nay là không còn gà ta nữa. Nay chỉ còn có gà nòi thôi. Bữa nay con trống nó cũng mất luôn rồi, vừa rồi em mới bắt con trống vậy được 5 ngày để đúc. Nó đang đá hay mà nó rớt lông nên đem bắt về. Mà bữa nay mà rồi cũng bị con không biết trồn hay là chuột hay con gì cắn thì em không biết, cáo cắn thì em không biết, nhưng mà bị một bữa đấy là mất hết rồi. Cuối cùng là hôm nay lại là bữa nay thấy đã yên rồi, hy vọng là nó đừng có về là cắn phá nữa. Chứ nhiều người cũng bảo em là đặt bẫy, nhưng mà em cũng thực chất là em cũng chưa có đặt bẫy. Em cũng ý định là em đặt, nếu mà em mà đặt bẫy thì em có thời gian em đặt bẫy thì em sẽ làm cái bẫy rồi em sẽ đấy là mổ, sẽ làm clip quay cho mọi người xem coi là con gì nó đêm nó cắn. Nhưng em nghĩ là chắc là có khi là nhiều người bảo chuột, thì em cũng nghĩ là chắc có khi chuột đêm nó cắn gà. Nhưng mà vì là con gà nó to nên con chuột nó mới không tha đi được. Mà đêm cắn thì nó gà nó không biết là con gì cho nên là nó chỉ chạy loạn thôi. Chứ không phải là trồn hay cáo gì đâu. Tại vì ở trong rẫy này thì em thấy nó rất là nhiều chuột. Trong rẫy nhà em thì rất là nhiều chuột, chứ còn trồn thì mấy năm nay rồi có bị gì đâu. Năm nay là mới đây nó lại bị vậy. Gà con thích không các bác? Hả? Nguyên đàn này kiếm được vài con trống thôi. Ươm nó lên rồi chơi cho nó vui. Các bác nhìn con gà mẹ như thế này, em không rành gà lắm. Đấy. Các bác cứ xem cho em cái xem là con gà mẹ giống gà mẹ gà đúc như thế này có liệu có ổn không? Nhưng em thấy cái mỏ của nó là hơi thừa này. Là mẹ mà mổ cái này hơi thừa này. Loại này nếu mà con mà giống vậy mà là mổ là cắp không được này. Cắp là chắc chắn là nó sẽ bị nó sẽ bị gãy mổ. Cắp nó không được chắc. Đấy, người một đàn gà con. Nít. Rồi. Em chào các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Thì đàn gà nhà em á, em nuôi em toàn là nuôi để cho nó thả tự nhiên luôn. Con nào mà lên được lớn được thì cảm thấy ổn được thì em sẽ tách ra. Em sẽ vô nghệ rồi nọ kia, chứ còn bình thường thì em chỉ đẻ như thế này em nuôi thôi. Em cứ nuôi để cho nó tự nó đẻ, nó tự nó ấp, chứ em không có cho can thiệp máy móc gì hết. Cũng trước cũng có cái máy ấp trứng nhưng mà em không có dùng tới. Em để cho gà mẹ nó ấp rồi nó tự nó nuôi con nó thì nó sẽ tốt hơn là
là mình ấp máy xong rồi mình úm, gà nó sẽ yếu. Với lại em cũng thật sự là em cũng không có thời gian, nên là mặc kệ nó, để cho nó theo tự nhiên đi. Gà theo tự nhiên nó sẽ hay hơn. Đó, nở rồi, chỉ còn có đúng một quả trứng nữa, không biết quả trứng này có nở được hay không đấy. Nở đây không thì cũng không rõ lắm. Đó, còn chuồng gà ở đây, trước thì nó hay đẻ con chuồng gà mà sao con này nó lại nhảy lên trên đấy nó đẻ. Con đâu hết rồi mà sao còn có mỗi con chạy lon ton này không biết. Ai da, con cút, con cút chạy theo đàn gà quá. Đó, này con đây này, gà nhà em thì em thỉnh thoảng em hay cho ăn mít nha các bác. Thôi, video của em dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh giúp em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.